Thank you.
Cao Biên Nam Bộ xin gửi đến toàn thể các vị quan khách lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể các vị quan khách kính mến, Thiên Chúa và Tạo Hóa đã ban cho chúng ta một báu vật thiêng liêng mà trong cuộc sống không thể nào thiếu được, đó là tình yêu. Vâng, sau một thời gian dài tìm hiểu, anh Văn Tú và chị Mỹ Ngân đã tìm được một báu vật thiêng liêng mà Thiên Chúa và Tạo Hóa đã ban cho. Và được sự thống nhất của gia đình hai họ, vào lúc 18:30 ngày 18 tháng 11 năm 2005, anh chị đã nhận lãnh bí tích hôn phối tại thánh đường giáo xứ Tân Âu. Với sự góp mặt của toàn thể các vị quan khách, và vào lúc 19:00 ngày 19 tháng 10 năm Ất Dậu, tổ chức tiệc rượu lễ thành hôn tại nhà hàng Hoa Viên Nam Bộ chúng tôi. Xin mạn phép thay mặt ban giám đốc cùng tập thể ban quản lý và anh em ban nhạc xin kính chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và quan viên hai họ được giao hiền dễ thảo. Và thân được mạn phép thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn sự hiện thank you.
sự kiện gì đó mà anh Văn Tú và chị Mỹ Lương đã tìm được một nửa cuộc đời của chính mình, và được sự thống nhất của gia đình hai họ tổ chức thị dụ lễ thành hôn tại nhà hàng Mali Nam Bộ chúng tôi. Tặng cho cô dâu chú rể cùng vũ đoàn nhà hàng Hoa Vi Nam Bộ. Lân xin là cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, Thế Lâm xin được mạn phép trân trọng giới thiệu người có công nuôi dưỡng sinh thành để anh Văn Tú có hạnh phúc ngày hôm nay. Thế Lâm xin được mạn phép trân trọng giới thiệu bà quả phụ Nguyễn Ngọc Ánh và ông Trần Văn Bạch là dượng của chú rể, sẽ là người đại diện họ nhà trai có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt đón chào họ nhà trai. Người đại diện họ nhà gái có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chào mừng hội nhà gái cùng cô dâu chú rể, chúng ta chào toàn thể các vị quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Ông Trần Văn Bạch là dượng của chú rể sẽ thay mặt hai gia đình có đôi lời cảm ơn cùng toàn thể các vị quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thưa bà con hai họ, bạn bè của cháu Tú Hồng Lương, được sự cho phép của bên đàn gái đàn thân rất là dễ dàng và đàn trai có cái được buổi thành hôn của hai cháu được tốt đẹp như ngày hôm nay. Mặc dù chị tôi đã có mẹ có của tôi mà đã được buổi lễ thành hôn ngày hôm nay được tốt đẹp. Tôi cũng xin hai họ hai bên cùng đến đây chung vui cùng cũng chúng tôi. Tại sao hết tôi cũng xin là thật cảm ơn gái đã tạo mọi sự điều kiện dễ dàng cùng tất cả bà con cô bác ở đây và bạn bè cô cháu Tú Nương đã nhiệt tình giúp đỡ và đến chung chiếm chút thời gian đến giúp đỡ cho gia đình mình và nhận vui cho chúng tôi cùng buổi tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn ông ngoại của cô dâu. Vâng, đặc biệt ngày hôm nay với sự góp mặt của ông ngoại của cô dâu và ông Nguyễn Tấn Nguyễn là thân phụ của cô dâu đại diện họ nhà gái. Và bây giờ Thế Lâm xin được trân trọng kính mời ông ngoại có đôi lời cùng toàn thể các vị quan khách các bạn trong buổi tiệc ngày hôm nay. Kính thưa tất cả bà con thân tộc đồng ngoại ở đây, kính thưa hai họ, thưa tất cả bạn bè xa gần, hôm nay đã đến dự cuộc phu quy của cháu tôi mà đây tới đây là ngày thành hôn. Tôi thay mặt cho gia đình của ba má Mỹ Dương và Tâm Tú xin gửi đến tất cả toàn thể anh chị em họ hàng thân tộc một lời chào trân trọng nhất. Thưa quý khách, thưa họ, trên đường chăm chỉ bài làm thành gia là thấp, chắc không khó, còn mất nhiều cái sự sẽ làm. Xin mẫu thân của Văn Tú cũng như thân tộc nội ngoại bên Văn Tú nguyện mình tha thứ chắc chắn con cháu tôi trên con đường thành gia là thấp. Tôi xin có mấy lời xin cảm ơn tất cả bạn bè cũng như họ có mặt tại con đường hôm nay. Xin kính chúc quý vị vừa là những lời cầu chúc tốt đẹp của người thay mặt họ nhà gái cũng như những lời gửi gắm chân tình một người cháu thân thương mình cho họ nhà trai. Thanh Lâm xin được mặt phép trân trọng cảm ơn ngoại rất nhiều. Và trước khi nghi thức khai mạc tiệc rượu ngày hôm nay được phép bắt đầu, Thanh Lâm xin được mặt phép thay mặt nhà hàng Hoa Vi Nam Bộ xin gửi đến cô dâu chú rể món quà kỷ niệm lễ thành hôn.
Vâng, xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ xin mời anh chị tay trong tay bước sang bàn rượu Samba. Khu rượu Samba chính thức khai mạc tiệc rượu ngày hôm nay. Để đón một cái giọt rượu Samba đầu tiên tượng trưng hạnh phúc của anh Văn Tú và chị Mỹ Nương. Hoan sâu hòa với sự này đôi ta lão kim sâu một cùng sinh đôi hai ta tay chị chèo Mỹ Nương ta đã quấn nhau đôi chân chèo thủy chiều vượt qua kính thưa toàn thể quý vị quan khách kính mời. Tạo hóa đã tạo xoay, đất lên, biển lên. Nhưng không thể nào lớn lên bằng tình cảm thiêng liêng của bậc cha mẹ phát lên những dự sức thật. Và để tỏ lòng cùng toàn thể các vị quan khách. Và bây giờ chúng ta xin được bạn phép trân trọng kính mời toàn thể các vị chúng ta cùng nâng ly lên để chúc mừng cô dâu chú rể cho năm hạnh phúc. Một, hai, ba. Vâng, xin thành cảm ơn rất nhiều. Và phần kết thúc các bạn điều dụ đã kết thúc. Một lần nữa chúng ta xin được mời phép trân trọng kính mời toàn thể các vị chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng cô dâu chú rể sinh năm hạnh phúc bất thiên gia ngộ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ nhà hàng Hoa Viên Nam Bộ chúng tôi xin được hân hạnh phục vụ toàn thể các vị quan khách món khai vị đầu tiên cho bữa tiệc ngày hôm nay. Vâng, và xin kính chúc toàn thể các vị một bữa tiệc thật vui vẻ.